Xin kính chào tất cả quý phụ huynh và các học sinh. Video học hôm nay chúng ta sẽ cùng đi vào các bài tập bài 141 phép cộng các số trong phạm vi 100.000 của bài tập toán lớp 3. Để ủng hộ cho cô thì các em hãy nhớ nhấn đăng ký kênh, bấm chuông và chia sẻ video giúp cô nhé. Bây giờ chúng ta cùng đi vào bài số 1, đặt tính hồi tính. Chúng ta sẽ đặt theo hàng dọc. 36.472 kem cộng với 55.418. Kem sẽ đặt các cái chữ số cùng một hàng thì nó thẳng cột với nhau. Sau đó chúng ta cộng theo thứ tự từ phải sang trái. 2 cộng với 8 bằng 10, viết 0 nhớ 1. 7 cộng 1 bằng 8, nhớ 1 bằng 9. 4 cộng 4 bằng 8. 6 cộng 5 11, viết 1 nhớ 1. 3 cộng 5 bằng 8, nhớ 1 bằng 9. Kết quả 91.890. Tiếp theo, 78.219 kem cộng với 16.758. Kem đặt các cái số ở cùng một hàng thì thẳng cột với nhau. Sau đó chúng ta cộng theo thứ tự từ phải sang trái, tức là chúng ta cộng hàng đơn vị trước. 9 cộng với 8 bằng 17, viết 7 nhớ 1. 1 cộng 5 bằng 6, nhớ 1 nữa bằng 7. 2 cộng với 7 bằng 9. 8 cộng 6 bằng 14, viết 4 nhớ 1. 7 cộng 1 bằng 8, nhớ 1 bằng 9. Kết quả 94.977. Tiếp theo nữa, 85.063. Kem cộng với 7.892. Chú ý đặt các cái chữ số cho nó thẳng cột nhé. Cộng hàng đơn vị trước này. 3 cộng với 2 bằng 5. 6 cộng với 9 bằng 15, viết 5 nhớ 1. 0 cộng 8 bằng 8, nhớ 1 bằng 9. 5 cộng 7 bằng 12, viết 2 nhớ 1. 8 nhớ 1 nữa bằng 9. Kết quả 92.955. Tiếp theo nữa, 47.409 kem cộng với 48.566. Chúng ta cũng cộng theo thứ tự từ phải sang trái. 9 cộng 6 bằng 15, viết 5 nhớ 1. 0 cộng 6 bằng 6, nhớ 1 bằng 7. 4 cộng 5 bằng 9. 7 cộng 8 15, viết 5 nhớ 1. 4 cộng 4 bằng 8, nhớ 1 bằng 9. Kết quả 95.975. Tiếp theo nữa, 81.567 kem cộng với 9.278. Chú ý này, con 9 này là hàng phần nghìn, thì hàng nghìn thì nó hàng cột với chữ số 1 hàng nghìn ở phía trên nhé. Đấy, kem đặt các cái chữ số thì phải đúng, thì khi cộng nó mới đúng được. Kem đặt mà sai thì kết quả của ta sẽ sai. 7 cộng 8 bằng 15, viết 5 nhớ 1. 6 cộng 7 13, nhớ 1 14, viết 4 nhớ 1. 5 cộng 2 bằng 7, nhớ 1 bằng 8. 1 cộng 9 bằng 10, viết 0 nhớ 1. 8 nhớ 1 nữa bằng 9. 90.845. Tiếp theo, 9.889 kem cộng với 90.111. Chúng ta cũng cộng từ phải sang. 9 cộng 1 bằng 10, viết 0 nhớ 1. 8 cộng 1 bằng 9, nhớ 1 bằng 10, viết 0 nhớ 1. 8 cộng 1 nữa bằng 9, nhớ 1 bằng 10, viết 0 nhớ 1. 9 cộng 0 bằng 9, nhớ 1 bằng 10, viết 0 nhớ 1. 9 này nhớ 1 nữa bằng 10. Kết quả của ta sẽ bằng 100.000. Như vậy
vậy là chúng ta vừa hoàn thành xong bài tập số 1. Cô chuyển sang bài tập số 2. Bạn nào chưa xong, các em dừng lại một chút làm cho xong đã. Bài số 2 như sau. Phân xưởng 1 thì may được 4.620 cái áo. Phân xưởng 2 may được nhiều hơn phân xưởng 1 280 cái áo. Hỏi hai phân xưởng may được tất cả bao nhiêu cái áo. Như vậy trước tiên các em sẽ tìm xem thử là phân xưởng 2 may được bao nhiêu cái áo đã. Bằng cách lấy số áo phân xưởng 1 cộng với 280. Bởi vậy phân xưởng 2 may nhiều hơn phân xưởng 1 mà. Sau khi tìm được phân xưởng 2 rồi, các em lấy số áo phân xưởng 1 cộng với số áo phân xưởng 2 may được thì sẽ ra được số áo cả hai phân xưởng may được. Số áo phân xưởng 2 may được là 4.620. Kem cộng với phần nhiều hơn là 280. Cái này em tính ra nháp cho cô. 4.620 cộng với 280. 0 cộng 0 bằng 0. 2 cộng 8 bằng 10, không nhớ 1. 6 cộng 2 bằng 8, nhớ 1 bằng 9, hạ 4 xuống. Như vậy phân xưởng 2 sẽ may được 4.900 cái áo. Đây là phân xưởng 2 may được. Phân xưởng 1 thì may được 4.620. Như vậy cả hai phân xưởng may được số áo là hoặc là số áo cả hai phân xưởng may được là 4.620 Như vậy 4.620 4.620 kem cộng với 4.900. 0 cộng 0 bằng 0. 0 cộng 2 bằng 2. 6 cộng 9 cộng 6 15 viết 5 nhớ 1. 4 cộng 4 bằng 8 nhớ 1 bằng 9. Như vậy hai phân xưởng sẽ may được 9.520 cái áo. 9.520. Đáp số. Cái áo. Như vậy chúng ta đã vừa hoàn thành xong hai bài tập số 1 và bài tập số 2. Bây giờ cô sẽ chuyển sang bài tập cuối cùng là bài tập số 3. Bạn nào chưa xong hai bài tập trên thì hãy dừng lại một chút làm cho xong đã. Bài tập số 3 như sau. Hai hình vuông có cạnh đều bằng 3cm. Ghép lại với nhau để được thành hình chữ nhật. Yêu cầu các em tính diện tích hình vuông ABCD. Như vậy, muốn tìm diện tích hình vuông thì các em lấy độ dài một cạnh nhân với chính nó, đúng không ạ? Vậy ta có diện tích hình vuông ABCD. Các em lấy độ dài một cạnh nhân chính nó. Như vậy nó bằng 9cm². Tính chu vi hình chữ nhật ABML. AB này, ML. Như vậy chiều rộng thì bằng 3. Chiều dài của nó thì bằng 3 này, cộng thêm 3 nữa. Như vậy chiều dài bằng 6. Đúng không? Như thế chúng ta sẽ có này, với B. Ta có chiều rộng hình chữ nhật ABCD. A,
ABMN. Xin lỗi các em. Chiều rộng hình chữ nhật ABMN. Chiều rộng nó vẫn là khoảng 3 cm. Chiều dài hình chữ nhật như vậy, chiều dài hình chữ nhật ở đây thì các em sẽ lấy 3 này, các em cộng thêm 3. Đây là chiều dài hình chữ nhật đúng không ạ? 3 cộng 3 tức là 6 cm. Biết được chiều dài rồi, biết chiều rộng rồi thì các em sẽ tìm chu vi hình chữ nhật ABMN. Muốn tìm chu vi hình chữ nhật, các em lấy chiều dài cộng với chiều rộng tất cả nhân 2. Thực hiện trong mặt trước, 6 cộng 3 bằng 9, nhân với 2 bằng 18 cm. Đáp số. Ý A, diện tích hình vuông là bằng 9 cm vuông. Ý B là 18 cm. Như vậy trên đây cô và các em đã vừa hoàn thành xong được các bài tập của bài 141 trong vở tập tại lớp 3. Để ủng hộ cho cô thì các em hãy nhớ nhấn đăng ký kênh, bấm chuông và chia sẻ video nhé. Cảm ơn tất cả quý phụ huynh, các em học sinh đã dành thời gian theo dõi video ở nhà. Hẹn gặp lại tất cả quý phụ huynh và các em học sinh ở các bài học tiếp theo.